Ok, mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Lúa TV ha. Thì các bạn cũng đã thấy đây là một thông báo cái thẻ tài khoản của bạn bị phá do bạn sai mã pin hay là nhập bị sai nha các bạn. Thì nó bị phá. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video là mở khóa cái thẻ trên app SaigonPay nha các bạn. Thì mời các bạn theo dõi video này ha. Tại vì lúc trước hay là hiện tại có một số bạn hỏi mình cách mở khóa, do cái mã khóa gửi về tổng đài 8149 nó giờ nó không áp dụng nữa các bạn. Nên mình chỉ còn cách là lên app SaigonPay mình mở khóa thôi các bạn. Đây ha. Hiện tại mình đang đăng nhập trên app SaigonPay của mình đó, để mình vô chuyển tiền thử cho các bạn ha. Thì đây, khi mình vô chuyển tiền thì nó báo tài khoản mình đã bị khóa do không lấy được số dư, là do mình bị sai mã pin nó bị khóa nha các bạn, hoặc là sai thông tin nó bị khóa. Ok các bạn, thì hôm nay mình sẽ thực hiện nhanh cái video là mở khóa thẻ ATM của mình trên app SaigonPay nha các bạn. Thì cái cách này cũng nhanh thôi các bạn, thì các bạn quan sát kỹ giùm mình ha. Thì tại vì cái này nó cũng làm hơi chi tiết các bạn. Rồi mình bắt đầu thôi các bạn ha. Ok các bạn, trước tiên mình thoát ra, mình sẽ truy cập vào app SaigonPay của mình nha các bạn. Đây là trang chủ ha. Thì các bạn chọn ngay chỗ mục là hình người bên phải nè, các bạn nhấn vô đó. Rồi sau đó các bạn vào mục là quản lý thẻ tài khoản giúp mình ha. Đây các bạn nhấn vô đây luôn đó. Sau khi nhấn vô thì nó đưa mình vô trong như thế này các bạn. Cái đây là tài khoản các cái thẻ của mình ha. Thì các bạn sẽ chọn ngay cái thẻ mình đang cần muốn mở khóa nha các bạn. Bạn coi cái số đuôi ha, cái số đuôi của thẻ ngay chỗ này đó. Rồi các bạn nhấn vô tùy chọn thẻ đó, cái thẻ đang bị phá nè, các bạn nhấn vô đó. Rồi rồi ok, các bạn chọn qua ngay chỗ OM code giúp mình ha. Thì đây mình sẽ chọn OM code để mình lấy cái mình sẽ vào thoát ra, mình sẽ vào MSAI để mình lấy một cái mật khẩu 6 số mình nhập qua mình mở khóa nha các bạn. Thì đó, những bạn nào mà không có MSAI là đăng ký em bên kia đó, thì các bạn sẽ báo tin nhắn trực tiếp, tin nhắn SaigonPay về cho các bạn ha. Đây mình sẽ lấy 6 số này mình nhập vô đây đó. Đây nó báo mình nè, nó báo mình đã cập nhật thành công nè, thẻ đang hoạt động. Cái trường hợp này thì mình đã mở khóa thành công ha các bạn. Thì mình sẽ vô mình chuyển tiền thử cho các bạn xem ha. Thì đây để mình thoát ra ha các bạn. Đây thẻ mình thì nó để đang hoạt động nè đó. Thì mình đã mất khóa thành công rồi. Giờ mình sẽ vô mình để mình chuyển tiền cho các bạn xem coi nó còn hoạt động được hay không nha các bạn. Đây ha, mình sẽ chọn vô chuyển cho Nabat 247 nè. Đó. Rồi mình sẽ lấy cái nguồn tài khoản thẻ mình mới mở khóa ra, thẻ Visa mình nha. Đó. Rồi mình sẽ chọn ngân hàng. Đó. Đây ha, mình chỉ cần nhấn chọn ngân hàng thì nó sẽ ra. Thì mình đã lấy số dư ra được đó, thì tất nhiên cái thẻ mình đã mở khóa thành công rồi các bạn. Rồi. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện tiếp một cái video cho các bạn xem, đó là video phá lại cái thẻ mình nha các bạn. Các bạn chọn vô tùy chọn thẻ nè. Đó. Thì cái này thì để nghi ngờ người ta xâm nhập vào cái app mình các bạn, thì mình phá ngay hay bị mất tiền các bạn. Đây các bạn nhấn vào chỗ thẻ đang hoạt động ha. Các bạn test vô đây. Cho nó đóng lại. Đó, các bạn vô chỗ em code nè. Đó, thì bạn lấy mật khẩu 6 số thôi, các bạn nhập vô. Thì cái trường hợp này nhập vô để mà nó phá thẻ cho các bạn lại ha. Đây mình sẽ lấy một cái mã 6 số từ MSAI nè. Hay là những bạn nào không có đăng ký MSAI á, internet banking á, thì nó sẽ báo tin nhắn trực tiếp về điện thoại cho các bạn. Đó, bạn lấy 6 số đó các bạn nhập vô. Đó, mình sẽ nhập vô cái mã code nha các bạn. Đó. Đây nó báo là mình thẻ mình đã bị phá nè các bạn. Đó. Thì cái trường hợp này thì đối với những bạn mình áp dụng mà phá thẻ này tới trường hợp mà khi mà tiền mình á bị mất đột ngột nha các bạn, mà nghi ngờ á không rõ nguyên nhân, thì mình sẽ vô đây trực tiếp mình khóa lại cái thẻ của mình để người ta không xâm nhập nha các bạn. Và cách tốt nhất á, là các bạn sẽ điện về tổng đài, nhờ tổng đài hỗ trợ liền cho các bạn, thì bạn sẽ lấy ngay lại số tiền đã bị mất nha. Đó. Rồi chắc mình cũng xin phép dừng video đây ha. Thì cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì hãy cho mình một like và luôn đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần mình ha các bạn. Rồi mến chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye các bạn.